chưa? Ok. Mày lấy mấy cái bát con đây để hứng vào đây để lấy cái nước của gà nó chảy ra. Bát con á? Ừ. Ôi, con bộ này đầy phí thế. Ôi, không cần. Ấy ơi, đây. Không đấy. Được rồi. Tí nữa sẽ úp thẳng trực tiếp cái thùng phi vào đây nhá mọi người nhá. Thêm một cái nữa đi. Rơi hết nước. Ba cái luôn à? Ừ. Hai cái nữa cũng được. Anh em mình phải lấy hết cái nước này vào. Xong rồi cái nước này ba nó trộm. Thôi rồi. Đáng nhẽ ra ấy, là lấy một cái chậu đặt đây. Đặt một cái chai bia ấy, lên cái chậu xong rồi cho con gà đặt lên đấy là cái nước bao nhiêu nước là nó vào hết đấy. Nhưng mà hôm nay tìm mãi chả thấy đã được chai bia này. Anh ơi, vô đây làm cái máng chảy ra. Cái gì mà máng? Anh úp cái này vào xem trong cái máng nó chảy nè. Úp cái gì tí nữa nó cháy xém hết cả cái này đấy ông nội. Nào, bây giờ úp. Liệu chỗ này lá đủ ổn không nhỉ? Ổn. Ổn mà. Rồi, cứ cho nó cái nữa cho. Nào. Ui, nặng lắm anh cũng. Anh cũng có tụt được không ấy? Mày chỉnh nhá, Ok. Em mà. Hây. Người chỉnh mới là quan trọng này, mới khỏe này. Đỡ bên đấy. Ok. Thế này quả này là anh em mình sẵn nữa rồi. Bớt luôn. Ôi, bây giờ ơi, phải lấy bùn. Nhưng nó thủng lỗ. Thủng này không việc gì. Cái thùng phi đó, cổ lai y. Thùng này tí nữa mình ngửi mùi mới còn biết. À đúng rồi. À bây giờ phải lấy đất để chít lại đây với chít ở trên những cái chỗ thùng thủng một tí. Thế bây giờ anh đi lấy đất để em đi lấy củi nhá. Ừ. Ok. Chơi tổng hợp tất cả các loại kia luôn mọi người ạ. Củi rồi bìa cắt tông cho hết vào để đỡ rác ra môi trường. Ai da. Ui anh ơi, em ngửi mùi gọi là cho một đống gọi là tàn phế tàn cho. Siêu kinh điển, nóng kinh điển. Không biết là chín chưa, vừa được khoảng tầm một tiếng thôi. Mới đầu anh em mình định nướng tiếng giữa đấy, nhưng mà khả năng là nó chín rồi, thế nên là mình quyết định sẽ khui nhá mọi người nhá. Rất là nóng, sờ tay ở đây mà muốn đứng ở đây đã bỏng rồi. Bỏng dãy ra rồi. Mà được rồi, bây giờ cứ khui ra đã. Căn bản là cũng không biết là bao giờ nó mới chín. Chắc khéo chín cháy chết tội. Bây giờ thấy khui kiểu gì anh? Chết mẹ rồi. Quên, mình chỉ tính nước đầu vào, không tính đầu ra. Anh ơi, bây giờ phải dập nước đi. Dập nước nữa mà nó không... À mà thôi, bây giờ chắc là chín rồi. Chín rồi đấy. Lúc nãy là mình định là úp vào nhưng mà không nghĩ là... Bây giờ á, đần nó ra. Đần cái gì, nó mắc không? Nó sẽ mắc con gà. Mà đần thì con gà nó sẽ rơi ra đất mất. Thì bây giờ nhé, anh em mình thôi mấy cẩu lên. Từ. Làm gì? Dập nước đi đã. Giấy thép đâu? Giấy thép á? Mình sẽ bệnh xong rồi... Ây da! Tôi anh có làm được việc đấy đâu. Thôi, bây giờ cứ dập lửa đã. Dập lửa đã. Chắc ba đại ca là định vẫn giấy thép cái này dập cẩu nó lên. Làm gì cái gì mà cẩu? Ót vào anh ơi! Ót vào! Ui da! Ôi thôi! Bốc cười! Trên của đất quên hất lên trên rồi. Chả sao. Có sao. Không sao. Nào. Ui luôn. May là ở gần suối đấy mọi người ạ. Anh à. Không có cứu hỏa. Bây giờ có núi lửa phun vào thì anh em mình cũng không dập được.
à? Được rồi đấy. Được rồi. Đội xung quanh ấy. Đội lên cái cành ấy. Ui đó. Vẫn nóng lắm. Phải sơ ra mới nguội. Ui, sủi xuống ngục kìa. Đâu nhỉ? Nghe sủi xuống ngục ở đâu ấy? Nghe cái tiếng nó sủi học. À, bên trong của cái bát đây. Bát nước nó sủi ấy. Nước liên quan gì? Ôi, bát nước nó sủi vậy, bây giờ mới nghe tiếng. Lâu nhỉ? Quên mất không tính đầu ra. Chỉ tính đầu ăn. Chùi gì nhỉ? Em nghĩ chắc chắn là cái bát. Bên trong của cái bát nó sôi nước ấy. Tại nhiệt độ cao này. Được. Rồi. Bây giờ sẽ lấy lá để cẩu nó ra nha mọi người nhá. Let's go. Múc thêm chậu nước nữa, nó hơi bỏng. Thôi. Đó. Đó. Thôi, vào chỗ chân tao này. Bỏng chỗ chân này. Rồi. Chân này không cần. Ăn đến miệng rồi mà. Lúc nãy sao anh làm được? Lúc nãy là nó không bỏng. Ui. Lấy cây gạch à? Đổ cái nước. Bây lấy tay mình hát đổ cái nước đi. Không bỏng. Không bỏng. Ấy, ấm. Vừa hát nước mà nó đã ấm luôn nhỉ. Đấy, canh được này, canh được này. Ít, mày giữ xe để tao xem là lấy được nào. Ôi, chạm rồi. Hai rồi. Từ nhá. Ui, nóng. Nào, bỏ ra. Ôi, sao? Nhỉ? Rồi, nước đổ tao rồi. Ui, đã hình nước rồi. Đấy. Nước rồi. Thấy chưa? Có đâu. Thấy cái nước đây, mọi người. Ui, đây cái nước đó đấy. Ui, bỏ. Ngọt lắm ấy. Wow, ai à. Thôi thôi, khui ra đã. Khui ra đã nhá. Cảm giác nhiều cá lóc nướng ấy kìa. Cá lóc cũng qua sen nướng ấy. Giờ nay mà không chín nữa thì thơm. Thơm lắm. Mày lấy cái bát nước kia pha nước chấm đi. Nó bỏng không? Tí nữa rồi nó nguội à. Ui thơm lắm, mùi hạt sen. Ui ui. Chín bở luôn. Ui. Ngon luôn. Mùi sống sao mày? Sống làm sao được. Anh vào đấy anh luộc anh còn sống ấy. À còn chín ấy. Ui nước nước. Ui nó nhiều nước nhỉ. Ôi. Lấy tao con dao tao thử. Nó không được vàng mọi người biết tại sao không? Vì anh em mình lót nhiều cái lá này quá. Mình cứ tưởng nó dễ cháy như lá chuối. Nhanh nhỉ. Mà không phải thử đâu, đang này chẳng phải ăn. À chín đấy. Trắng tau luôn. Ngon luôn. Chín mọi người ạ. Nào lấy cái mâm đây. Rồi. Để thêm khoảng tầm tiếng nữa thì đẹp quá nhỉ. Không, mà chị sợ thì mất nước. Mất nước cũng ngon. Không, em sẽ ăn nước. Ui trời. Đặt cái bát lên xong rồi đi. Hóa nó chấm luôn anh. Đi luôn. Sang đây, sang bờ suối ngồi luôn. Ui trời. Anh em mình bắt đầu quây hàng. Rồi đấy vào đi. Ui dồi ôi, bỏ cái lá sen nha mọi người nhé. Ngon chưa? Tuy là nó chưa được vàng. Nước canh gà. Wow. Để em nếm thử phát nhé. Quá. Xin phép anh. Cái nước này là nước cốt đấy. Nào, đấy đi để chắt vào đấy để chấm. Ui. Cái nơi mà thằng ngu nào mới đợi bỏ. Mời mọi người nhé. Ngon lắm. Xin ngục nữa. Ui, tuyệt vời luôn đấy. Cháu vào đây à?
Ờ, đổ hẳn vào đấy để chấm. Nhiều. Nào. Ngon lắm rồi. Ui. Ui. Ui, đã thế. Ui, giữ cái mâm, giữ cái mâm. Đây. Đấy. À, đấy. Nào, đây, cho mày một cái. Là anh ơi. Ui, thơm mùi lá sen. Rồi. Với tất cả mọi người nhé, ăn đùi gà Úp Thủ Phi cùng anh em mình. Ui. Mình đào cái đùi trước. Ngon, gà công nghiệp úp nồi với lại kia là rất là ngon. Nào. Ngon quá. Hết giờ luôn. Bát nước mắm ớt mới cả nước gà tôm cay à. Đây nhá. Trông thế này không phải là không không chín đâu, không đấy nhá mọi người nhá, mà nó là nó không vàng thôi. Kê cái gì đây? Đây. Cho mọi người xem để tao kê cái gì ở đây đã. Đừng quên mọi người ạ. Ui chảy nước vào bít quần tao rồi. Ừ, nước cả nước cả. Đó, ngồi đây tiện rửa tay luôn. Rồi, cho mọi người xem nhá. Tại vì cái thùng phi nó dày. Xem nào, chín chưa? Đấy, chín hết luôn nhá. Ai bảo sống ở đây? Nó không được vàng thôi nhá. Dạ, bà ăn thịt gà không? Vâng. Đấy, chín hết nhá. Đấy, anh ấy chấm nước gà này. Ui, ngọt. Ây da. Mòn đá này mà khó thế nhỉ. Ây da. Ây da. Ây da. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Dài. Nó mềm. Nó ngọt. Kê nó lên rơi hết nước. Nó bã. Bà ăn gà bà ơi. Nó bỏ ăn mùi. Đấy. Mùi đây là rất là tiện là ngay bên dưới suối nhá mọi người nhá. Đấy. Ăn uống nó rất là thoải mái. Vã mùi. Anh. Ra miếng thịt gà anh ơi. Ăn ăn rồi. Tại vì sao mọi người biết nó vẫn màu trắng thế này không? Là vì thứ nhất là cái thùng phi nó dày, mà thứ hai nữa là anh em mình đã úp quá nhiều lá sen vào. Cái lá sen thì nó dày, dày hơn lá chuối, nó không bị dễ bị cháy như lá chuối. Có ai giống cái sở thích mình thích ăn cái này, tùy ở trong cái bùi gà. Ừ, ăn cái chút này. Ăn hết một cái ớt chút này. Bỏng chực chực chực. Mọi người bảo anh em mình chén hết con gà nào. Hết chứ. Chắc chắn là không. Ông ơi, bạn ăn được khoảng 2 cái đũa ấy. Mà khi ăn kéo ra không hả? Giờ càng ngày anh em mình càng bị bội thực rồi. Ăn nhiều quá ngấy. Nhưng mà ngon như thế này, nhưng mà không ăn không được như ngày trước đâu. Thì ăn được chắc là hết nửa được con này rồi. Quên mất, ngon quá, quên cả bia. Có cá kìa. Okay. Rửa tay đấy. Tiện không mọi người? À, suối. Đây là chỗ cống anh em mình hay hay được đấy. Nước trong này. Làm lắm cốc ca. À. Nó tên người. Nước này. Thấy chưa? Siêu trong luôn nhá. Mời tất cả mọi người nhé. À, rồi. Thương. Như là một cái rơi đằng kia mất hút rồi. Ủa. Đây, cho mày thử. Mày thử miếng ức xem ngon không. Không, cho em ăn miếng đít này. Này, miếng má đít này. Đây, kéo này. Này, ông làm miếng thịt gà không ấy? Ông ăn thịt gà không? Ui, đây này. Cái đít nó này. Đây, tao khuyên thật mày ăn thử một miếng ức đi. Tu. Nó ngọt lắm. Không. Thật. Thế này nó mới lắm mỡ. Giống này của anh đều quá. Mọi người nhìn thấy giống cái gì không? Giống là cua hoàng đế. Đấy, trắng như cua hoàng đế. Wow.
À, cắt cho. Cắt khúc vào này cho em. Thì phải cắt nó như thế này. Ôi chua. Miếng này mập u lu luôn đấy rồi. Bắn 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 bắn. Và úp thùng phi. Nếu mà úp nồi là mình làm bây giờ làm ngon này, nhưng mà úp thùng phi chắc đợt sau. Đợt sau mình sẽ ăn. Mình luôn mà. Úp một con gì đấy. Cũng bằng thùng phi này, mọi người cho anh em mình một cái gì đấy để úp vào thùng phi này đi. Một con dê chẳng hạn. Nào. Không vừa. Vừa. Đút ăn... mày vào đấy còn vừa. Nhưng mà ăn cân được cao không? Rồi. Ha. Cô đâm xem xét. Thế mà lúc nãy tí nữa thì không được ăn. Hả? Thì anh không cân được á. Tí. Đấy, ta giả vờ thôi. Ừ. Còn thực chất ra mình khỏe lắm. Trắng bông. Ngày xưa đi làm phụ hồ hay ăn trộm xi nên rất khỏe. Nó gọi là xin vắng mặt. Mày mà dậy suốt ngày thì ăn trộm gà hàng xóm. Em bây giờ nghe. Có anh cứ ăn trộm gà chợ em có. Mà anh không nhìn mất gà nhá. Vẫn lại mất tiêu à? Ừ. Thế cháu tưởng là thằng kia, thằng hacker nó... Cả nhà hàng xóm cũng bị. Ừ, thì nó lại quay lại. Cả nhà hàng xóm nó cũng bị luôn. Thế khả năng nó lại quay lại nó. Anh mình sẽ rình bắt. Nhưng mà tiếp. Chắc chỉ mất cả nhà vườn chạy chạy đi sang ra ngoài đường ấy. Chẳng nói chứ không dám vào nó đâu. Em kiểm tra camera không có vào nó nhà nó đâu. Nhưng mà vẫn mất cả. Xong rồi mèo. Thế mèo rồi nhỉ? Mèo phải camera phải thấy chứ. Hay nấu câu. Đâu, xem chỗ nào ngon cho mọi người xem nhá. Đâu, cho em luôn. Đây. Cái tăng đi. Năm nào cũng chưa cái nước này uống à. Tí nữa ăn trong kênh lên. Cái nước này không ở trong gà này không ngon bằng cái nước. Nước rơi xuống nhá. Nước rơi xuống đây này, đây này. Bên này vẫn còn. Mấy bát liền mà, anh lấy em đây. Úi dồi, ăn thịt gà là phải có da gà. Đấy. Nước này mới là nước ngon này. Nước này nó như kiểu chấm. Từ từ bỏ đứng để láng bỏ cái lớp mỡ lên trên đi. Đấy. Đấy, rồi còn chất thôi. Ê, cái bát này ngồi luôn đi nào ấy. Thịt mỡ nó rơi đấy. Tuyệt vời quá mọi người. Hay là em trồng cái lớp bên trên nhỉ? Cái nước. Nước gà này. Này thì không cấm. Cái đấy nó bỏng. Bỏng. Đây. Cho một ít muối nó vào. Khoáng lên cho nó đậm tí. Mình sẽ làm một bát súp gà cho mọi người xem. Súp à, anh lại đi học kiểu Tây với cả nước ngoài phải không? Tây với nước ngoài. Đấy. Thịt nó như kiểu thịt cua hoàng đế nhỉ. Trắng đấy. Nó chớ chớ nhỉ. Nó sớ sớ. Súp gà. Xong làm nào nữa. Bỏng đấy. Bỏng. Đổ một ít vào.